Mới ngày hôm qua đi gặp được anh bạn người quen, mình chốt được một tin. À, ngày hôm nay mình cũng ra ngoài đây xem thử biết đâu có tiếp vận may nữa thì sao ha. Lại gặp người quen nữa rồi. Ủa, đi đâu rồi? Lên mới đấy bạn. Ừ, thì mình đang đi chụp cái dự án này bạn. À, vậy nè, bạn rảnh không? Mình hỏi cái này chút xíu bạn. Ừ, rảnh chứ, nhiều cũng rảnh. Thì hôm bữa tôi có chốt đề cặp của Ken rồi đó. Thì chuẩn bị sắp tới đây là tới cái hợp đồng mua bán, ký hợp đồng mua bán rồi quay sao bạn? Ừ, bây giờ ông muốn quay đúng không? Ừ. Tôi lấy cái tờ giấy hướng dẫn quay, tôi hướng dẫn ông cho nó dễ hơn nha. Bỏ đó được không? À, thì đối với bình thường không có đâu bạn. Rồi, bỏ đó nha. Thì như thế này này. Ừ. Sau khi ông ký hợp đồng mua bán đúng không? Ừ. Thì ông liên hệ cái tổ vay địa phương này. Đó, thấy chưa? Để liên hệ tổ vay địa phương. À, họ sẽ hướng dẫn và đưa cái hồ sơ cho ông làm cái hồ sơ vay đó. Sau khi mà cái tổ tiết kiệm đó họ nhận hồ sơ của ông làm xong rồi đó, thì họ gửi lên trên các ủy ban cấp xã cấp phường này đó. Sau khi mà họ gửi lên cấp xã cấp phường thì dựa căn cứ kế hoạch vốn và hồ sơ của cái tổ tiết kiệm đó thì sẽ họ xác nhận, đây họ xác nhận này, họ mới gửi tô tiết kiệm để mà gửi cho ngân hàng chính sách họ cho ông vay đó. Thì ngân hàng chính sách sau khi nó tiếp nhận hồ sơ vay đây này thì nó thẩm định hồ sơ, thẩm định thử là ông đủ khả năng trả nợ hay không các thứ, rồi nó sẽ cho ông ký hợp đồng ba bên, trong đó là có người vay vốn này, chủ đầu tư này và ngân hàng chính sách đó. Thì đó là xong các bước làm thủ tục vay rồi đó. Đến khi mà cái chủ đầu tư họ gửi cái thông báo nộp theo tiến độ thì ông cầm tờ giấy đó, ông tới ngân hàng họ sẽ giải ngân cho ông, giải ngân qua trực tiếp chủ đầu tư luôn đó. Ờ, giải anh bạn. Ừ. Ờ, giải mình cảm ơn bạn nha. Ừ. Thôi giờ mình lo mình thanh thú mình đi làm cái cho trở bạn ạ. Ờ, còn hối gì cứ hỏi tôi luôn nha. Rồi, ok bạn.